Chào mừng các bạn đã đến với Đường Tới Euro, một chương trình hoàn toàn mới được lên sóng trên kênh MyTV Football, nơi chúng ta sẽ cùng cập nhật những thông tin của các đội tuyển trong hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu mùa hè này. Trong số ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đến với đội tuyển Đức, đội bóng chủ nhà của kỳ Euro năm nay. Rõ ràng với việc được chơi trên sân nhà, đoàn quân huấn luyện viên Julian Nagelsmann nhận được nhiều sự kỳ vọng từ các cổ động viên về việc bước lên ngôi vô địch của giải đấu. Bây giờ hãy cùng tôi đến với hành trình đến với ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu của những cỗ xe tăng Đức nhé. Với việc là đội chủ nhà, đội tuyển Đức không phải tham gia chiến dịch vòng loại. Tuy nhiên họ vẫn có sự chuẩn bị trước thềm giải đấu bằng những trận giao hữu quốc tế. Tuy vậy, Diamond Trap đã có màn trình diễn không mấy thuyết phục ở các trận đấu này, qua đó đem đến những sự lo âu nhất định cho các cổ động viên nhà trước thềm giải đấu diễn ra. Euro 2024 là sự kiện thể thao lớn bậc nhất của bóng đá châu Âu trong năm nay. Và như thường lệ, các đội chủ nhà tại các giải đấu lớn sẽ không cần phải tham gia tranh tài tại vòng loại để có vé chơi trên chính sân nhà của mình. Chỉ có kỳ Euro 2020 là không có đội tuyển nào được đặc cách, bởi giải đấu đó không có một nước chủ nhà cố định. Năm nay, những cỗ xe tăng Đức là đất nước đăng cai giải đấu này. Thế nên, họ đã có vé vào thẳng vòng bảng, chứ không cần thi đấu 8 trận vòng loại như 23 đội tuyển còn lại. Không những không cần thi đấu vòng loại, mà họ còn có thể tập trung hoàn toàn vào việc chuẩn bị cho sân nhà và đội hình. Điều này mang lại cho Đức một cơ hội hiếm có để tận dụng lợi thế của mình và cạnh tranh mạnh mẽ trong giải đấu quốc tế này. Euro 2024 sẽ diễn ra tại nhiều sân vận động trên khắp nước Đức, từ các thành phố lớn như Munich, Berlin, Hamburg đến những nơi nhỏ hơn như Leipzig, Stuttgart. Tuy nhiên, trong số các sân vận động này, có một sân nổi bật nhất mà không thể không kể đến, đó là Allianz Arena ở Munich. Được biết đến với kiến trúc hiện đại và công nghệ tiên tiến, sân vận động này không chỉ là một bức tranh sống động trong lòng thành phố, mà còn là biểu tượng của sự đam mê bóng đá ở Đức. Đây là nơi diễn ra gần như mọi trận đấu quan trọng nhất của kỳ Euro năm nay với trận bán kết. Chưa kể, thánh địa của Hộp Sáng sẽ là địa điểm tổ chức lễ khai mạc của giải đấu năm nay. Trước kỳ Euro 2024, đội tuyển Đức đã dành thời gian lớn cho việc chuẩn bị. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã dành nhiều thời gian để nghiên cứu kỹ lưỡng về đối thủ và phân tích chiến thuật, từ đó điều chỉnh kế hoạch cho từng trận đấu. Trong giai đoạn cuối năm ngoái, Đức đã có 2 trận giao hữu thất bại trước các đối thủ là Thổ Nhĩ Kỳ và Áo. 2 trận thua bằng nhược khiến cho người hâm mộ không khỏi phẫn nộ với các cầu thủ trình diễn. Thế nhưng, họ đã có các chiến thắng thuyết phục trước tuyển Pháp và Hà Lan trong kỳ tập trung đội tuyển tháng 3 vừa qua để lấy lại lòng tin từ người hâm mộ. Và mới nhất là trận hòa không đều trước Ukraine để kết thúc chuyến tập dượt trước khi bắt đầu vòng bảng. Ở vòng chung kết Euro 2024 sắp tới, chủ nhà Đức nằm ở bảng đấu không quá khó khăn với sự xuất hiện của 3 đội bóng khác là Thụy Sĩ, Scotland và Hungary. Đây đều là những đối thủ vừa sức với Julian Nagelsmann và các học trò. Nếu như thi đấu cùng với phong độ của mình, một tấm vé đi tiếp tại bảng A có lẽ sẽ không quá khó khăn với đội tuyển Đức. Dù vậy, nếu như tiếp tục thể hiện bộ mặt nhạt nhòa trong những trận đấu trước đây, đội chủ nhà hoàn toàn có thể ôm hận ngay từ vòng bảng. Ở vòng chung kết Euro 2024, chủ nhà Đức được xếp vào bảng đấu khó cùng các đối thủ Scotland, Hungary và Thụy Sĩ. Được thi đấu trên sân nhà, nhiệm vụ bắt buộc của thầy trò huấn luyện viên Julian Nagelsmann không gì khác là vị trí đầu bảng. Đức đang đặt mục tiêu trở thành nước chủ nhà đầu tiên vô địch Euro kể từ sau Pháp ở năm 1984. Nhưng đây sẽ là thử thách không hề dễ dàng, bởi thầy trò huấn luyện viên Nagelsmann đã thi đấu không ổn định trong năm qua. Kể từ năm 2023 đến nay, họ chỉ thắng 5 trong 13 trận và thua tới 6 trận. Với những tài năng dồi dào ở mọi vị trí như Ilkay Gundogan, Joshua Kimmich, Leroy Sané hay Jamal Musiala, nhiệm vụ của Đức là phải đứng đầu bảng A. Hungary là một trong những đội tuyển tiến bộ nhất ở châu Âu trong những năm qua. Ngôi sao Dominic Szoboszlai của Liverpool đã trở thành động lực cho họ ở hàng tiền vệ. Đoàn quân của huấn luyện viên Marco Rossi hoàn toàn có khả năng cạnh tranh vị trí đầu bảng. Tại Euro 2020, họ từng bất ngờ cầm hòa Đức ở vòng bảng. Dù đứng cuối ở bảng đấu tử thần gồm Pháp, Đức và Bồ Đào Nha, nhưng họ vẫn giành được 2 điểm sau 3 trận. Ngoài ra, ở UEFA Nations League 2022, đội bóng này còn đánh bại Anh với tỷ số 4-0. Cạnh tranh trực tiếp tấm vé đi tiếp với Hungary có lẽ là Thụy Sĩ. Họ có thành tích ấn tượng khi lọt vào vòng loại trực tiếp ở các giải đấu lớn gần đây. Tại Euro 2020, họ tạo ra địa chấn khi đánh bại Pháp và vào đến tứ kết, nhưng thua Tây Ban Nha trên chấm phạt đền. Còn ở World Cup 2022, Thụy Sĩ vào tới vòng 16 đội nhưng bị loại trước Bồ Đào Nha. Đội hình của huấn luyện viên Murat Yakin đang sở hữu những ngôi sao giàu kinh nghiệm như thủ thành Jan Sommer, hậu vệ Manuel Akanji của Man City và Granit Xhaka của Bayer Leverkusen. Tiền đạo Serdan Shaqiri của Chicago Fire cũng là một cầu thủ nổi bật ở giải đấu tại Mỹ. Trong khi đó, Scotland cũng đáng gờm hơn nhiều dưới thời huấn luyện viên Steve Clark.
họ có một đội hình được tổ chức tốt hơn, đủ sức đánh bại Tây Ban Nha ở vòng loại Euro 2024 vừa qua. Hàng tiền vệ toàn sao gồm Scott McTominay và John McGinn cùng với Kieran Tierney và Andy Robertson sẽ là điểm tựa của đội bóng đến từ hòn đảo sương mù. Đây mới chỉ là lần thứ tư Scotland được dự vòng chung kết Euro. Cả ba lần trước đó, họ đều bị loại từ vòng bảng. Khi Euro 2020 đã chấm dứt 22 năm chờ đợi để được góp mặt tại một giải đấu lớn của Scotland, nhưng Covid-19 đã hạn chế số người hâm mộ đến sân cổ vũ. Nhưng lần này, dự đoán số lượng cổ động viên Scotland đến Đức vào mùa hè sẽ là rất đông. Sự hiện diện của họ, đặc biệt là trong các trận đấu với Hungary và Thụy Sĩ, có thể sẽ khiến cán cân nghiêng về phía thầy trò huấn luyện viên Steve Clark. Đội tuyển Đức tại kỳ Euro lần này sẽ sở hữu dàn nhân sự khá chất lượng với những ngôi sao đang là trụ cột của các câu lạc bộ tại châu Âu. Có thể kể đến như Musiala, Kai Havertz, cùng với đó là những ngôi sao kỳ cựu như Neuer hay Toni Kroos. Rõ ràng với sự kết hợp giữa hai thế hệ tại đội tuyển lần này, các cổ động viên của đội tuyển Đức có quyền mơ về một chiến tích cho đội nhà ngay trên thánh địa của mình. Đội tuyển Đức luôn là một thế lực mạnh mẽ trong các giải đấu quốc tế và Euro 2024 cũng không phải ngoại lệ. Sự thành công của Die Mannschaft sẽ phụ thuộc nhiều vào màn trình diễn của các trụ cột như Manuel Neuer, Toni Kroos và Jamal Musiala. Đầu tiên, Manuel Neuer, thủ môn kỳ cựu của Bayern Munich, đã là một trong những biểu tượng của bóng đá Đức trong hơn một thập kỷ qua. Với kinh nghiệm dày dạn và kỹ năng vượt trội, anh vẫn sẽ là sự lựa chọn số 1 trong khung thành của những cỗ xe tăng Đức. Kinh nghiệm thi đấu ở các giải đấu lớn như World Cup và Euro của Neuer là vô giá, giúp anh có khả năng chỉ huy hàng phòng ngự một cách hiệu quả. Chốt chặn sinh năm 1986, nổi tiếng với khả năng chơi chân cực tốt, phán đoán tình huống ra vào hợp lý. Anh không chỉ dừng lại ở việc cản phá những cú sút mà còn tham gia tích cực vào việc triển khai bóng từ phía sau. Phong cách chơi sweeper keeper của lão tướng kỳ cựu giúp tuyển Đức có thêm một lớp phòng ngự và cũng là điểm khởi đầu cho các đợt tấn công. Dù đã ở tuổi 38, Neuer vẫn duy trì được phản xạ nhanh nhạy và kỹ năng phản phá tuyệt vời. Anh có thể thực hiện những pha cứu thua xuất thần trong thời điểm quyết định, tạo ra sự khác biệt lớn trong các trận đấu quan trọng. Tiếp theo đó là Toni Kroos, tiền vệ sẽ nói lời chia tay sự nghiệp quần đùi áo số khi giải đấu này khép lại. Là một trong những cầu thủ kiến thiết hàng đầu thế giới, Kroos đóng vai trò then chốt trong lối chơi của đội tuyển Đức. Với khả năng kiểm soát bóng và tầm nhìn chiến thuật xuất sắc, anh có thể thực hiện những đường chuyền chính xác, mở ra cơ hội tấn công từ những tình huống không ngờ tới. Khả năng chuyền bóng của Kroos không chỉ giúp đội tuyển Đức giữ bóng mà còn tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn. Cuối cùng là Jamal Musiala, anh nổi bật với kỹ thuật cá nhân tuyệt vời và khả năng đi bóng khéo léo. Cầu thủ thuộc biên chế Bayern Munich có thể tạo ra sự đột biến trong những tình huống tấn công nhờ vào tốc độ và khả năng xoay sở linh hoạt. Musiala không ngại đối mặt với các hậu vệ đối phương và có khả năng tạo ra những pha đi bóng qua người đầy ấn tượng. Dù còn rất trẻ, nhưng ngôi sao 21 tuổi đã cho thấy sự đa năng đáng nể. Anh có thể chơi ở nhiều vị trí tấn công khác nhau, từ cánh trái, cánh phải đến vị trí số 10. Sự đa năng của Musiala giúp đội tuyển Đức có nhiều phương án tấn công hơn và khó bị đối phương bắt bài. Với dàn nhân sự hiện tại, việc sử dụng con người lẫn đưa ra chiến thuật hợp lý, huấn luyện viên Nagelsmann sẽ quyết định đến số phận của đội tuyển Đức tại giải đấu lần này. Rõ ràng sau những thành tích mờ nhạt tại các giải đấu lớn vừa qua, Die Mannschaft cần một yếu tố đột biến mới có thể nghĩ về ngôi vương tại kỳ Euro lần này. Với tư cách là nước chủ nhà của Euro 2024, chẳng có gì ngạc nhiên khi tuyển Đức triệu tập những cái tên chất lượng nhất ở tất cả các tuyến. Ngoại trừ trường hợp của Mats Hummels, không có cái tên nào thiếu vắng ở chiến dịch lần này, đủ sức khiến người hâm mộ cảm thấy tiếc nuối. Qua những trận giao hữu thời gian gần đây, có thể nhận định khả năng cao huấn luyện viên Julian Nagelsmann sẽ tiếp tục tin dùng sơ đồ 4-2-3-1. Manuel Neuer được coi là người gác đèn số 1 của những cỗ xe tăng khi tham dự các giải đấu lớn. Tưởng chừng như chấn thương rất nặng cuối năm 2022 đã đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp của nhà vô địch World Cup 2014, nhưng không, anh đã trở lại mạnh mẽ và tiếp tục dẫn dắt đội tuyển Đức ở giải đấu trên chính quê hương của họ. Neuer, bằng kinh nghiệm và đẳng cấp của mình, sẽ giúp cho các đồng đội ở tuyến trên cảm thấy an toàn và thoải mái thi đấu. Bộ tứ hậu vệ mà chiến lược gia 36 tuổi ưa thích đang bao gồm Mittelstadt, Jonathan Tah, Antonio Rudiger và Joshua Kimmich. Bằng chứng là trận giao hữu gặp đội tuyển Hà Lan hồi tháng 3 năm nay, cả 4 ra sân chính thức và điều này suýt chút nữa lặp lại ở màn so tài mới nhất với Ukraine. Chỉ có 3 trên 4 cái tên góp mặt bởi Rudiger vừa tham dự trận chung kết Champions League, nên thế chỗ của anh là cầu thủ thuộc biên chế Stuttgart, Wademar Anton. Rõ ràng là huấn luyện viên Nagelsmann đang muốn chốt bộ khung 4 người này khi giải đấu đang cận kề. Và hãy cùng chờ xem liệu bộ tứ này ở Euro 2024 có làm thuyền trưởng đội tuyển Đức hài lòng. Chơi cao hơn một chút sẽ là Robert Andrić và siêu sao Toni Kroos. Với Kroos thì mọi thứ đã được lột tả chi tiết ở phía trên, còn Andrić cũng có một mùa giải tuyệt vời cùng Bayer Leverkusen. Chơi bên cạnh một người có xu hướng dọn dẹp và không ngại va chạm như tiền vệ 29 tuổi sẽ giúp Toni Kroos giảm bớt khối lượng công việc một cách đáng kể, từ đó tập trung hơn ở khâu điều tiết nhiệt độ trận đấu và tạo ra sự khác biệt. Nói đến khác biệt thì tốc độ, kỹ thuật, sự khéo léo của Florian Wirtz
Ilkay Gundogan và Jamal Musiala sẽ đóng vai trò tối quan trọng trên hàng tấn công của những cỗ xe tăng. Cả Kai Havertz và Niklas Füllkrug đều đã có một mùa giải tuyệt vời cùng câu lạc bộ chủ quản. Nhưng để kết hợp hiệu quả nhất với các vệ tinh xung quanh, tiền đạo của Dortmund có lẽ đang tỏ ra nhỉnh hơn. Anh có thể làm tường, đánh đầu và cũng sở hữu nhiều kỹ năng dứt điểm đa dạng hơn. Đó là tất cả những thông tin đáng chú ý về đội tuyển Đức ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn đã đồng hành với Đường tới Euro 2024. Đừng quên subscribe để không bỏ lỡ những nội dung hấp dẫn trên kênh MyTV Football. Còn bây giờ, hẹn gặp lại các bạn ở những chương trình tiếp theo.